Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình, xin gửi lời chúc tới quý cô bác, anh chị, sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự hanh thông, tấn tài tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những nội dung mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải. Cũng như thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem và đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở bên phía dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi xin chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Nội dung ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là Tử Vi tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nam nữ mạng, cứu nội chi mã, đang khổ ngập đầu, bổng gặp thời đổi vận, hóa hung thành cát, vận may ập đến, trúng số liên tiếp, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, giàu hơn trúng số, đúng tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2023, nếu như nắm bắt được cơ mệnh này. Bề trên ban phúc, đúng tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2023, giới tử vi nhận định chính xác 100% về tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, ăn lộc thần tài, đổi đời đại gia, giàu hơn trúng số. Kính thưa quý cô chú, anh chị và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978 thân mến. Trước khi đi vào lá số tử vi ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng điểm nhanh qua tính cách của người Mậu Ngọ, sinh 1978 nhé. Trong 12 con giáp thì ngựa là loài vật đại diện cho sự giản dị, nhanh nhẹn, độc lập, vui vẻ và thân thiện. Mậu Ngọ 1978 mang mệnh hỏa, là người ấm áp nhưng đôi lúc cực kỳ nóng nảy, khá cứng đầu, khi tức giận thì có khuynh hướng không làm chủ được suy nghĩ và hành động của mình. Họ là người có cuộc sống sung sướng, an nhàn, đầy đủ từ khi còn nhỏ, cuộc đời của họ luôn gặp nhiều niềm vui và may mắn, ít khi đau khổ và buồn phiền. Tuy nhiên, đôi lúc họ vấp phải sai lầm, thất bại không đáng có bởi sự chủ quan nóng nảy của mình. Mậu Ngọ thiên thượng hỏa lạc, lửa mặt trời, trung tâm của vũ trụ, là quả cầu lửa khổng lồ với năng lượng vô hạn. Hàng ngày tỏa sáng cung cấp ánh sáng cho vạn vật trên cõi nhân thế, mang đến sự sống cho mọi sinh vật trên trái đất. Mậu Ngọ luôn sống nhiệt huyết tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên, họ lại là người thẳng tính nên nhiều khi dễ làm mất lòng người khác, có rất ít bạn thân, nhưng vì có tấm lòng độ lượng hào phóng, sẵn sàng giúp đỡ người khác nên cũng được rất nhiều người yêu mến. Mậu Ngọ không sợ khó khăn, sẵn sàng đối diện với mọi hoàn cảnh, càng đối diện với khó khăn thì họ càng thích. Tuổi này rất thích hợp với những công việc mang tính chất cạnh tranh cao, là người có tinh thần độc lập cao nên sớm lập được sự nghiệp riêng cho mình. Nhiều ví dụ cho thấy, Mậu Ngọ thời trẻ thường xa gia đình, dù ở nhà nhưng tinh thần độc lập cũng luôn thúc đẩy họ phải bắt đầu sự nghiệp của mình ngay từ rất sớm. Mậu Ngọ luôn lạc quan cho dù gặp phải khó khăn thất bại, do vậy họ sẵn sàng quên đi quá khứ để hướng về tương lai, làm lại từ đầu, tạo dựng sự nghiệp cho mình. Trong quan hệ xã hội, quan hệ làm ăn, họ là người chân thành, đáng tin cậy, đúng sai phân minh rạch ròi, lòng dạ rộng rãi, luôn là người tiên phong. Giải quyết vấn đề khó khăn, Mậu Ngọ luôn biết nghĩ cho người khác và họ nóng nảy, đôi khi kiêu căng, nhưng chất chứa trong đấy là một trái tim ấm áp. Mậu Ngọ thường rơi vào những cuộc tình rắc rối, không gặp nhiều may mắn, trong tình yêu họ luôn nhiệt tình, nhưng thiếu đi sự nhẫn nại, đôi khi còn không biết cách lấy lòng của người yêu. Phụ nữ Mậu Ngọ thì rất dễ đổ ngã trước người đàn ông nam tính, họ luôn theo đuổi cuộc sống gia đình hoàn mỹ, là người dịu dàng ấm áp, làm tốt vai trò nữ chu trong gia đình, nếu lấy người đàn ông Mậu Ngọ thì sẽ rất thành công. Nam Mậu Ngọ thời trai trẻ vụng về, nhưng trưởng thành từ từ sẽ trở nên hoàn thiện, phong độ và được phái nữ ngưỡng mộ. Sau khi kết hôn, có thể anh ta sẽ đón hoa nhặt cỏ ở bên ngoài, nhưng vẫn nhớ quan tâm chăm sóc gia đình, là một người chồng biết yêu thương, đùm bọc gia đình và có phần gia trưởng. Đàn ông tuổi này dễ phải lòng với phụ nữ dịu dàng. Xem tử vi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, 3 tháng cuối năm 2023 cho thấy Quý Mão được đánh giá là năm cát lành đối với Mậu Ngọ. Cục diện tam hợp chống lưng, công việc làm ăn được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ. Trong 3 tháng cuối năm này, vận trình càng khởi sắc hơn nữa, tất cả các phương diện cuộc sống lại thêm nhiều cát tinh chiếu mệnh. Tử vi năm 2023, tuổi Mậu Ngọ như gấm thêm hoa, ở mỗi độ tuổi đều đạt được thành công nhất định, tài lộc vì thế mà hanh thông, thích hợp đầu tư kinh doanh đa dạng, hứa hẹn ngày bội thu, tình duyên ngày càng thuận lợi, gia đạo hài hòa, đón hỷ tín, thêm con thêm cháu, hoặc tin vui từ xa đưa tới. Sức khỏe không có gì quảng ngại,
ốm đau dễ gặp thầy gặp thuốc, nhanh chóng lành bệnh. Mỗi phương diện cuộc sống của Mậu Ngọ lại chịu tác động nhất định từ toàn cục diện năm Quý Mão, cũng như các tinh, hung tinh chiếu mệnh, các thần hung thần hộ mệnh. Cụ thể chi tiết các phương diện chính như sau. Đầu tiên là về mặt sự nghiệp. Tiến vào năm có tam hội cục nâng đỡ, thêm thiên quang và long trì uy quyền, công danh sự nghiệp của Mậu Ngọ vì thế mà thăng tiến không ngừng, liên tục có sự thay đổi, mở mang theo chiều hướng tốt, đi xa làm ăn hay ngoại giao đều gặp được quý nhân tương trợ, thu về thành quả đáng ngưỡng mộ. Người làm công ăn lương, giữ vững tinh thần học hỏi và phấn đấu không ngừng, rất dễ khẳng định năng lực, được cấp trên đề bạt, không ít cơ hội thăng tiến trong tầm tay, nên chủ động nắm bắt. Người kinh doanh buôn bán hay tự thân làm chủ, công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió, việc cũ, việc mới luân chuyển hài hòa, càng mở rộng càng nhiều không gian phát triển. Năm nay cũng khá thích hợp cho những ai có ý định khởi nghiệp, mạnh dạn khai phá những bước đi mạo hiểm, hứa hẹn nhiều trải nghiệm bất ngờ. Có điều trong 3 tháng cuối năm, vẫn có điểm hiềm khích thị phi, do tác động của hung tinh quan phù, quý mệnh nên thận trọng khi chọn người hợp tác làm ăn cùng, tránh mâu thuẫn gây bất lợi trong công việc. Về mặt tài lộc, so với tử vi Mậu Ngọ hồi đầu năm thì vào cuối năm, tài lộc tuổi Mậu Ngọ hanh thông hơn hẳn. Dấu hiệu dễ thấy nhất là cảm giác kiếm tiền dễ dàng hơn, không còn quá vất vả như trước, mưu sự dễ thành. Dù quá trình có thể gặp khó khăn đôi chút trở ngại, nhưng kết quả cuối cùng vẫn mãn nguyện, vẫn thu về lợi nhuận tốt, vừa được tam hợp phù trợ. Lại có thiên tài chủ về các nguồn thu phụ mang tới tài lộc trời ban, ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, sẽ có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu, những kênh đầu tư này mang tới một nguồn tiền thụ động ổn định. Chất lượng cuộc sống của Mậu Ngọ vì thế cũng được cải thiện, chi tiêu dư giả hơn trước, mức độ tiêu hao tiền bạc trong năm không quá nhiều, thu chi cân đối, tiết kiệm thuận lợi, tích lũy được khoảng kha khá, yên tâm cho một vài kế hoạch sắp tới. Về mặt tình cảm, gia đạo. Trong 3 tháng cuối năm có vận quý nhân vượng, tình duyên của Mậu Ngọ được tiến triển mạnh mẽ, nhất là nam nữ còn độc thân. Nữ mệnh dễ gặp được người ưng ý, có thể trẻ tuổi hơn, cũng có thể lớn tuổi hơn, duy trì mối quan hệ cát lành. Nam mệnh có xu hướng tập trung phát triển sự nghiệp hơn, tuy nhiên đào hoa vẫn khá vượng, không hề cô đơn lẻ bóng, tình cảm lứa đôi khá lý tưởng. Các cặp đôi trong giai đoạn hẹn hò có thể tính chuyện trăm năm, nên tiến hành vào nửa đầu năm, mọi việc dễ bề suôn sẻ. Các cặp vợ chồng khó tránh khỏi mâu thuẫn do bộn bề cuộc sống, nhưng đều không quá nghiêm trọng, bằng cách quan tâm hơn đến người ấy, gia đạo ắc yên ấm. Về mặt sức khỏe của Mậu Ngọ, thì xét tổng quan tử vi tuổi Mậu Ngọ 3 tháng cuối năm 2023, quý mệnh sức khỏe khá tốt, không mắc bệnh tật nghiêm trọng, có ốm đau cũng dễ gặp thầy gặp thuốc mà mau lành. Tuy nhiên, luôn có bạch hổ hung tinh rình rập, cảnh báo về vấn đề đi lại, đề phòng họa huyết quang, tai nạn xe cộ hoặc bị vật nhọn đâm phải gây chảy máu thương tổn. Ngoài ra, nam mệnh Mậu Ngọ chú ý đề phòng các chứng bệnh liên quan đến tim mạch, nhất là vào tháng 11 âm lịch, đồng thời nên hạn chế sử dụng rượu bia, thuốc lá, những tác nhân khiến những ai đã mắc bệnh nền sẵn ngày càng suy yếu. Nữ mệnh Mậu Ngọ chú ý các vấn đề liên quan đến hệ tiêu hóa như chứng đau dạ dày, tiêu hóa kém, đầy bụng. Và tiếp sau đây là vận trình tử vi từng tháng và cẩm nang vượng vận dành riêng cho Mậu Ngọ, sinh 1978, trong 3 tháng âm lịch cuối năm Quý Mão 2023. Đầu tiên là luận giải tử vi tháng 10, tuổi Mậu Ngọ âm lịch. Quý mệnh đã có được những bước tiến quan trọng trong cuộc sống của mình, nhất là với những ai mạnh mẽ quyết liệt, sẵn sàng đi tắt đón đầu cơ hội mở ra trước mắt rất nhiều. Lâm quan nhập mệnh mang lại sự tự tin tích cực cho quý mệnh, nhờ thế mà bạn gây được ấn tượng tốt với mọi người. Không những thế bạn còn khá chủ động trong các cơ hội, nên vẫn may mà ngày càng nhiều thêm. Xem tử vi tháng cho thấy, phương diện sự nghiệp của Mẫu Ngọ tràn đầy cảm hứng, bạn tha hồ sáng tạo, thử nghiệm và áp dụng chúng vào công việc. Điều đáng mừng là nhiều giải pháp được tối ưu có thể sử dụng. Thời gian này Mậu Ngọ được đồng nghiệp lắng nghe và cấp trên đánh giá cao, khi được khen ngợi thì lại càng làm việc hăng say hơn. Quý mệnh sẽ làm việc hết sức hiệu quả, hãy tận dụng tháng này để hoàn thành thật nhiều việc. Đây cũng là tháng thể hiện sự khéo léo trong ứng xử. Đừng vì chút thành tích mà tự kiêu, hoặc vì bận quá mà quên việc quan sát, quên đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để hiểu hơn về họ nhé. Đây là thời điểm tốt để mở rộng kinh doanh sang những hướng mới. Ai muốn khởi nghiệp thì lúc này phù hợp cho người bước đi đầu tiên của mình, nhờ có tam hội khuyến khích,
mà việc hợp tác làm ăn cũng sẽ thuận lợi hơn, hoặc quý mệnh sẽ may mắn được những đối tác hỗ trợ, đôi bên cùng có lợi, giúp gia tăng doanh thu nhanh chóng. Thời gian này, khuyên Mậu Ngọ nên tiếp tục hoàn thiện những gì mà quý mệnh đang làm, hãy dành thời gian để làm nhiều việc hơn. Nền móng gây giận lúc này hứa hẹn mang lại thành quả tốt đẹp trong tương lai, vì vậy đừng để phí thời gian trôi qua một cách lãng phí. Tử vi tháng 10 âm lịch có Bách Việt chủ đào hoa giúp cho Mậu Ngọ có cơ hội thoát khỏi kiếp độc thân. Trong khi đó, người có đôi rất thuận lợi trong việc kết nối giữa hai người. Không những thế, cả hai người đều có hành động, lời nói được lòng của hai bên nội ngoại. Đây là thời điểm tuyệt vời để người độc thân thực hiện bước nhảy dũng cảm vào những vùng đất xa lạ. Hãy để con tim dẫn dắt bạn trong lúc này, đừng quá lý trí mà so sánh thiệt hơn. Điều tuyệt vời đang chờ đón bạn ở phía trước. Người đã có gia đình được bạn đời hết sức hỗ trợ. Nếu có băn khoăn trong bất cứ lĩnh vực gì, hãy chia sẻ để có được lời khuyên hữu ích. Sức khỏe của Mậu Ngọ trong tháng này dù không quá xấu, nhưng cũng không tốt cho lắm, chủ yếu do xuất hiện tình trạng lao lực hoặc thậm chí là bệnh cũ tái phát bởi công việc bận rộn. Tháng này có nhiều việc phải làm, lại đạt nhiều kỳ vọng cho tương lai, nên áp lực tinh thần của Mậu Ngọ khá lớn, khiến thể lực suy giảm. Mỗi lần say việc là lại quên hết những giờ giấc ăn uống không đúng bữa, nên rất dễ đau dạ dày. Quý mệnh cần phải có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn tinh thần, giữ tâm trạng vui tươi thì sức khỏe mới cải thiện được, nên điều chỉnh lại lối sống cho phù hợp, nếu không muốn bị bệnh càng thêm nặng hơn. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Thìn. Màu sắc may mắn, màu đỏ, màu trắng. Con số phát tài, số 65 và số 45. Tử vi tháng 11 âm lịch tuổi Mậu Ngọ. Tuổi Mậu Ngọ âm lịch cho thấy, tháng này quý mệnh đón khá nhiều tin tích cực sau bao ngày ngóng trông, cát vận tăng tiến nhanh chóng. Hung vận đã lùi xa, trả lại cho quý mệnh sự tự tin và cảm giác nhẹ nhõm nhờ chính những nỗ lực bền bỉ của bản thân. Vận khí của Mậu Ngọ đang tăng tốc khá nhanh, kéo theo phương diện công danh, sự nghiệp cũng đạt được nhiều kết quả đáng mừng. Hợp cục xuất hiện kết hợp với các tinh chính quan, quý mệnh đang dần lấy lại tinh thần và xoay chuyển tình thế một cách ngoạn mục theo hướng có lợi cho mình, các vấn đề trong công việc được xử lý ổn thỏa. Chẳng những vậy, Nguyệt Lâm Mộc Dục còn mở ra nhiều mối nhân duyên tốt đẹp cho quý mệnh, đặc biệt là các mối quan hệ rất rộng mở, không chỉ làm cho chuyện tình cảm tốt đẹp mà còn rất hữu ích ở cả phương diện sự nghiệp. Theo đó, quý mệnh sẽ gặp quý nhân trợ giúp, đồng nghiệp yêu mến, cấp trên tin tưởng, hiệu suất làm việc nâng cao hơn hẳn, bạn có thể sẽ chinh phục những nấc thang quan trọng trong thời gian này. Mọi nỗ lực sẽ được đền đáp và việc mà bạn làm là điều được ghi nhận, đánh giá xứng đáng, mong muốn thực hiện việc gì quan trọng thì có thể chọn thời điểm này để tiến hành. Những khó khăn ban đầu do ngũ quỷ hung tinh quấy phá có thể khiến cho bạn lung lay ý chí, nhưng cuối cùng vẫn thực hiện được. Tinh thần phấn chấn và hăng hái cũng khiến cho Mậu Ngọ sẵn sàng mở lòng với mọi người, luôn biết lắng nghe và chịu khó tích lũy kiến thức, học thêm từ người đi trước để ngày càng hoàn thiện bản thân hơn. Mậu Ngọ không ngừng ngại có thể giúp sức cho người xung quanh thì có thể sự nhiệt tình khiến cho bạn càng được mọi người yêu mến, đồng nghiệp sẵn lòng giúp đỡ lại khi bạn cần thiết. Nhìn chung, tháng mới với nhiều cơ hội mới mở ra cho Mậu Ngọ, đây là thời điểm tuyệt vời cho những ai đang ấp ủ những dự án mới, đã có thể bắt tay vào hành động. Hãy cứ vững tin bắt đầu bằng những bước nhỏ, hay chắc chắn theo thời gian thì hứa hẹn bạn sẽ bước lên những nấc thang cao hơn, ngồi ở vị trí vững chãi hơn. Tài lộc của tuổi Mậu Ngọ trong tháng vô cùng vượng phát, một lần nữa khẳng định rằng may mắn đang đứng về phía quý mệnh. Bạn đã nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo, giúp tiến hành kế hoạch đề ra từ trước đó. Người làm công ăn lương có thể sẽ tăng lương hay tăng thưởng bởi những thành quả mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này. Với những bạn làm kinh doanh thì đây là một tháng khá bận rộn, với những đơn hàng tới tấp bay về, hàng hóa lưu thông trơn tru, lợi nhuận tăng tiến nhanh chóng. Đặc biệt, với sự hậu thuẫn của cục diện tam hợp, chính vì thế, quý mệnh tìm nhiều mối làm ăn tiềm năng, cũng biết cách duy trì mối khách hàng lâu năm để có được nguồn thu nhập ổn định cho bản thân. Quý mệnh có thể tranh thủ dịp này để tăng các kênh quảng cáo cho sản phẩm của mình, nhằm thu hút thêm đối tượng khách hàng, thì việc buôn bán sẽ còn rực rỡ hơn nữa. Có điều cẩn thận khi ngũ quỷ hung tinh rình rập, cần rà soát hợp đồng, giấy tờ, văn bản pháp lý thật kỹ càng, tránh phạm sai lầm, nhẹ thì bỏ tiền túi để đền bù thiệt hại, nặng thì dính dáng tới kiện tụng, pháp luật. Tử vi tháng, tuổi Mậu Ngọ âm lịch nhận định rằng, nhờ Nguyệt Lâm Mộc Dục mà đời sống tình cảm của các cặp đôi Mậu Ngọ sẽ có nhiều tín hiệu đáng mừng. Quý mệnh sẽ có khoảng thời gian thú vị và ngọt ngào bên người thân yêu nhất của mình. Nhân duyên khởi vượng phơi phới, thúc đẩy tình cảm lứa đôi ngày càng tốt đẹp.
Đây cũng chính là thời điểm lý tưởng để người độc thân ngày càng tốt đẹp hơn, mở rộng quan hệ xã giao, chủ động kết bạn, bày tỏ tình cảm. Nếu đã có đối tượng trong lòng, khả năng cao là bạn cũng sẽ gặp được người trong mộng, tình huống vô cùng bất ngờ, nhưng đã là duyên thì chẳng thể nói trước được điều gì. Đời sống vợ chồng hòa hợp, có thể tính chuyện sinh thêm con cái, nên tìm hiểu tất tần tật những điều cha mẹ cần biết khi sinh con. Năm 2023, đúng thời điểm phù hợp, vượng vận cho cả gia đình, sức khỏe của quý mệnh Mậu Ngọ ngày càng đi vào ổn định, không gặp phải vấn đề nào đáng ngại. Cũng nhờ các kế hoạch chăm sóc bản thân, rèn luyện thể dục thể thao đang phát huy tác dụng, quý mệnh nên duy trì các thói quen sinh hoạt của mình về lâu dài. Tuy nhiên, trong tháng có ngũ quỷ hung tinh ẩn tàng, quý mệnh vẫn nên chú ý đi đứng cẩn thận, đề phòng tai nạn xe cộ bất ngờ. Cẩm nang vượng vận, quý nhân tuổi Mão, tiểu nhân tuổi Thìn. Màu sắc may mắn, màu đỏ, con số phát lộc, số 39 và số 93. Tử vi tháng 12 của tuổi Mậu Ngọ âm lịch. Đây là một thời điểm đầy hy vọng của Mậu Ngọ, quý mệnh có thể được tiếp xúc với nhiều cơ hội làm ăn, cũng có thể thăng tiến mở ra hướng phát triển mới trong sự nghiệp. Thời điểm này mộc dục cho thấy, quý mệnh không mấy kiên định với mục tiêu của mình, dễ bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài. Vì vậy muốn bắt tay vào công việc gì thì cần phải suy nghĩ kỹ càng hơn và có hướng đi rõ ràng. Biết lắng nghe lời khuyên cho mọi người, nhưng không để những lời bàn ra tán vào làm cho dao động quyết tâm của mình. Tuy nhiên, quý mệnh vốn là người nhạy bén và có khả năng ứng biến nhanh nhạy, nhờ vậy mà có thể dễ dàng nắm bắt cơ hội. Có điều cơ hội sẽ không tự dưng xuất hiện trước mặt, mà cần phải thật sự quyết tâm và mong muốn giành giật được. Cát tinh chiếu mệnh sẽ giúp người không ngừng cố gắng vươn lên, đạt được thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Trong tháng 12 này, Mậu Ngọ cần phải chú ý hơn để học cách ăn nói và hành xử của mình. Bạn không nên giải quyết công việc nông nổi hoặc theo cảm tính. Bên cạnh đó, thì càng cần phải chú ý đến hung tinh Thiên Cầu, dễ vướng phải chuyện tranh chấp, thị phi. Không nên so đo tính toán với mọi người, mà nên suy nghĩ thoáng hơn, nếu có thể bỏ qua chuyện gì thì hãy bỏ qua. Vận trình tài lộc của Mậu Ngọ có nhiều biến động vào thời điểm này. Trên cơ bản, người làm ăn vẫn sẽ duy trì những mối đầu tư kinh doanh trước đó của mình. Chính vì thế, bạn nên giữ quan hệ với những đối tác đáng tin cậy, bởi nó có thể sẽ trở thành nguồn thu chủ yếu của bạn trong tương lai, hoặc là quý nhân chỉ đường dẫn lối cho bạn những hướng đi phát triển mới. Bạn không nên vội vàng chạy theo những xu hướng chung của xã hội, có mới nới cũ, bởi đó cũng là một nguồn thu không bền vững. Tốt nhất hãy làm tốt công việc hiện tại, trước khi thử sức với những lĩnh vực mới mẻ hơn. Người có ý định khởi nghiệp vào thời điểm này sẽ phát hiện ra những điểm sáng trong công việc, mộc dục khiến bạn có tinh thần làm việc hăng hái và tràn đầy hy vọng. Nhờ tâm trạng phấn khởi mà bạn có thể chinh phục được người đối diện, tự tìm ra cơ hội kiếm tiền cho bản thân. Tình duyên của Mậu Ngọ vượng sắc do có ngũ hành mộc hỏa tương sinh, xây dựng được những mối quan hệ tốt với mọi người nói chung và với người khác giới nói riêng. Nếu là người độc thân, nữ giới nên chú ý hơn đến vẻ bề ngoài của mình. Nếu biết cách trưng diện, làm dáng hợp lý, bạn có thể dễ dàng thu hút ánh mắt của người đối diện. Bên cạnh đó, nếu có lòng yêu mến người nào, cũng có thể chủ động bước tới làm quen, không ngại ngừng bỏ lỡ những cơ hội tốt. Nam giới sẽ thu hút phụ nữ bởi cái tính hào hoa phong độ của mình, bạn có thể nhận được nhiều tình cảm của người khác. Tuy nhiên cần phải nghiêm túc với chuyện yêu đương, không nên giữ quan hệ mập mờ với nhiều người cùng một lúc, có mới nới cũ, không biết thỏa mãn về cái thực tại. Với người đã lập gia đình, bạn và người ấy ngày một thấu hiểu nhau hơn, hai người cùng nhau xây dựng một mái nhà đầm ấm và hạnh phúc. Hai người có thể tìm cách làm mới tình yêu của mình, ôn lại những kỷ niệm cũ đã qua. Để hâm nóng cảm xúc, Mậu Ngọ cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe trong thời điểm này. Sức đề kháng của bạn có thể có dấu hiệu suy giảm, khiến bạn dễ mắc phải các bệnh cấp tính hơn mọi người. Vì vậy bạn cần phải xây dựng kế hoạch sinh hoạt hợp lý, cân đối giữa hoạt động và nghỉ ngơi, đồng thời ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, không chỉ nên ăn uống theo sở thích của bản thân. Nếu cơ thể có những dấu hiệu cảnh báo, không nên chần chừ mà cần phải đi khám ngay lập tức để tránh bệnh kéo dài, có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm hơn, tiết kiệm thời gian và tiết kiệm tiền bạc khám bệnh. Cẩm nang vượng vận, quý nhân tuổi Dần, tiểu nhân tuổi Tý. Màu sắc may mắn, màu đỏ, con số phát lộc, số 36 và số 85. Cuối cùng là thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Mậu Ngọ, nam nữ mệnh. Cuộc sống này là của bạn, con đường đang đi cũng chính là do bản thân mình chọn, dù có khó khăn như thế nào thì cũng phải cố mà bước đi, bạn biết đấy. Nếu không bước về phía trước thì bạn sẽ chẳng bao giờ biết được con đường đó có những gì đang đợi bạn, không phải lựa chọn nào cũng đúng, không phải việc gì cũng thành công.
Chỉ có tiếp tục bước mới biết được, vì nếu không ngay cả nhận lại thất bại bạn còn không có tư cách, chứ đừng nói gì đến hai chữ thành công. Quả đúng là như vậy, có nỗ lực không ngừng nghỉ, luôn vươn lên thì mới mong có thành quả tốt đẹp đến với mình. Dưới đây là 8 điều để trở thành người tốt và thành công hơn, theo lời Phật dạy. 1. Phúc hậu. Hậu đức tại Phật, con người có đức hạnh thì không có việc gì không gánh vác được. Nhà Phật lấy phúc làm đầu, ở đầu làm gì cũng hướng tới cái phúc. Muốn trở thành người tốt chân chính, trước tiên là phải có phúc hậu, đối đãi với người trên kẻ dưới hòa nhã, hiền hậu. 2. Lương thiện. Ban ngày không làm chuyện khuất tất, ban đêm không sợ ma gõ cửa, nhà Phật hướng thiện, lấy lương tâm làm thước đo của một người. 3. Giữ chữ tín. Người có tín thì vạn người tôn trọng, người bất tín thì vạn người khinh khi. Làm người lấy chữ tín gian mình, không dối trá, thất hẹn với người khác, chính là tiêu chuẩn Phật dạy làm người tốt. 4. Khoan dung. Khoan dung chính là vĩ đại, làm người không nên chấp nhận thất bại, mà phải có cái nhìn thoáng rộng, sẵn sàng tha thứ cho sai lầm, để giáo hóa cái sai bằng tấm lòng. 5. Thành thật. Điều cơ bản này hẳn ai cũng biết, thật thà là cha giả dối, làm người phải đàng hoàng, thẳng thắn, kẻ lươn lẹo, dối trá, tất bị quả báo. 6. Khiêm tốn. Phật dạy làm người tốt, tức là không được ngừng tu dưỡng, cố gắng luôn kính trên nhường dưới, thắng không kiêu, bại không nản, khiêm cung giữa mình. 7. Chính trực. Người sống ở đời phải chính trực, không rèm pha xua nịnh, dám nhìn thẳng vào sự thật, dám đấu tranh vì lẽ công bằng. 8. Kiên trì. Phật dạy làm người tốt và thành công hơn trong cuộc sống thì phải thật kiên trì, dũng cảm đối diện, không nao núng, chỉ cần tu dưỡng tốt, công lao không bao giờ phí. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 10, 11, 12 âm lịch, năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.